tay vào nuôi hào trong rổ nhựa trên đồng thủy triều từ năm 2013. Đến nay anh Nguyễn Thành Đen, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã thu nhập được hơn 100 triệu đồng mỗi năm, mở rộng cơ hội làm ăn khấm khá cho người dân địa phương. Những năm đầu, anh Đen gặp rất nhiều khó khăn vì nguồn nước bị ô nhiễm, hào chết khá nhiều. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, vùng nước tại đầm đã ổn định hơn, hào phát triển và sinh trưởng tốt. Theo anh Đen, nuôi hào trên rổ có nhiều ưu điểm, vừa tận dụng được thức ăn ngoài tự nhiên, rút ngắn thời gian nuôi hơn một tháng so với cách nuôi truyền thống chỉ tốn chi phí tiền giống ban đầu năng suất cao hơn và cho thu nhập ổn định dự định sắp tới anh đen sẽ đầu tư thêm vài bè nữa để nuôi hào treo dây cung cấp cho thị trường